Hôm nay chúng ta sẽ cùng học sang đề số 13 của tỉnh Tuyên Quang. Buổi hôm trước là các em chữa đề của Hà Nội và cô thấy nó cũng khá là cơ bản thôi, không có gì khó cả. Chỉ cần nắm chắc ngữ pháp một chút là có thể làm được rồi. Tất nhiên là đấy là đề thi chung thôi. Còn đề thi của các trường chuyên thì mức độ khó nó sẽ hoàn toàn là khác so với cái đề thi đấy. Câu số 1 là có chủ ngữ, sau đó động từ. Có chủ ngữ và động từ thì đương nhiên là phải loại đáp án B trước đã, vì despite cộng với danh từ hoặc verb in. Còn ba từ còn lại thì sẽ dịch theo về nghĩa. Từ A là mặc dù, từ C là tuy nhiên, từ D là bởi vì. Đấy, bởi vì. Thì câu này là mặc dù anh ta mệt, anh ta vẫn cố gắng hoàn thành cái bài thi, bài kiểm tra. Vậy nó sẽ là A. Câu 2, máy bay của chúng tôi đến Hà Nội vào lúc 2 giờ, đương nhiên là in the afternoon rồi. Cái cụm này học từ cấp 1 luôn. In the morning, in the afternoon. Câu 3, what we have to do now is to calm and try to think carefully. Cái mà chúng ta phải làm bây giờ là ba chấm, bình tĩnh và cố gắng suy nghĩ một cách cẩn thận. Thì từ A, sustain là dễ vỡ, mỏng manh. Từ B là suffer thì thường phải có from là trải qua. Từ C, maintain là giữ vững, duy trì. Còn từ D, remain là giữ nguyên. Remain thường có hai nghĩa là cái phần còn lại hoặc là giữ nguyên hiện trạng ấy. Thì đây phải là phù hợp nhất, phải là C. Chúng ta cần phải giữ cái sự bình tĩnh và suy nghĩ một cách thật cẩn thận. Maintain calm, try to think carefully. Câu 4, trong near future, trong tương lai gần, một giáo viên nên cư xử như là ba chấm hơn là một người đưa ra kiến thức. Từ A là người nghe, từ B là người thực tập, từ C là người hướng dẫn, người hỗ trợ, từ D là người nói. Thì đây là câu C là phù hợp với nghĩa người hướng dẫn. Giống như ở nước ngoài á, giáo viên thì chỉ là một người hướng dẫn thôi, còn học sinh thì sẽ phải phát triển hết cái tư duy của cá nhân, chứ không bị động học như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì học hơi bị động mà phụ thuộc vào giáo viên. Câu 5 là suggest, thì hôm trước cô mới ghi ở trong cái đề Hà Nội ấy, là mình đã ghi công thức rồi, suggest đi với verb in. Thế có thể chọn là C, rất là dễ. Câu 6 là cái áo, cái shirt, cái áo này bao nhiêu tiền? Tiền thì là chỉ có B thôi, 200.000. Câu 7, bạn của tôi, interest thì chỉ có in thôi. Nó đi theo cụm với nhau rồi. Interested in, nghĩa là thích. Câu 8, he had been out of a long time before start working. Anh ta không có việc làm một thời gian rất là lâu trước khi bắt đầu làm việc cho một công ty thời trang, thì phải là out of work. Out of work là không có việc làm, hay gọi là thất nghiệp ấy. Câu số 9, his mother, often là hiện tại đơn rồi. His mother là chủ ngữ số ít, vậy động từ là phải thêm S, nên chọn là B. Câu 10 thì snow đang là hiện tại đơn. Vậy đây là câu điều kiện loại 1. Mình nhìn theo cái vế, một vế mình có thể xác định được cái vế còn lại ấy, xem nó là câu điều kiện mấy. Thì điều kiện 1 là if cộng hiện tại đơn, vế còn lại là tương lai đơn. Vậy được chọn được là D, tương lai đơn.
nhớ là phần câu điều kiện thì cô dạy cái cách nhận biết này, cách viết lại ở trong cái danh sách phát cái câu điều kiện rất là chi tiết luôn. Và các em có thể xem lại cái phần đó, mình nhìn một cái là mình biết là mình cần phải chọn cái gì luôn. Câu 11 là Lan nói là cảm ơn vì cái bữa tiệc rất là đáng yêu, rất là tuyệt. Vậy là khi mà cảm ơn thì sẽ dùng là you're welcome, không có gì đâu. Thế là nước ngoài người ta rất là lịch sự, khi người khác cảm ơn thì người ta thường đáp lại mẫu là không có gì đâu, không có phiền gì cả, tôi rất là hãnh diện khi giúp bạn. Câu 12 là câu hỏi đuôi. Tức là khi mà các em đã làm đến cái đề số 13 này rồi ấy, thì các em để ý là một số phần ngữ pháp cơ bản nhất trong chương trình lớp 9 thì hầu như đề nào cũng có. Và tất cả những cái phần ngữ pháp đó cô đều dạy rồi. Bạn nào chưa biết phần ngữ pháp nào thì nên xem lại danh sách phát theo đúng cái phần ngữ pháp đó là có thể làm được đề. Và nhớ là mình thường sai ở dạng ngữ pháp nào thì phải học lại cái dạng ngữ pháp đó, học thật chắc đã rồi mới làm đề tiếp, thì điểm nó sẽ cải thiện rất là nhiều. 12 thì bây giờ câu hỏi đuôi, đây là phủ định, thì đương nhiên là đây phải là khẳng định và không được dùng tên. Nếu là nữ thì sẽ thay là she, là nam, tên nam thì sẽ thay là he. Vậy câu 12 chọn là B. 13 là sâu cái gì đó vát. Thì trong đây đang dùng là is, là động từ to be. Động từ to be thì đương nhiên phải đi với tính từ rồi. To be này cộng với tính từ là xác định từ loại trước đã. Định từ loại thì loại được D là trạng từ và loại được B là danh từ đã. Sau đó còn A và C. A thì mang tính từ mang nghĩa bị động. Còn C là tính từ mang nghĩa chủ động, tính chất sự việc. Thì trong đây là Mark rất là hào hứng khi biết rằng cô ấy được nhận vào trường Harvard. Tức là cái thông tin là she has been admitted to Harvard University ấy, nó tác động đến chủ ngữ Mark. Vậy đây phải sử dụng một tính từ mang nghĩa bị động. Vậy phải chọn là E. Câu 14 rất là nhiều cây. Có by the teacher thì đương nhiên đây là câu bị động rồi. Câu bị động thì trong đây chỉ có đáp án A là bị động của quá khứ đơn. 15. Masculine is có than. Than là so sánh hơn nhá. So sánh hơn cũng đã dạy rồi, các em có thể xem lại. Thì đương nhiên phải là lớn hơn thôi. 15 là larger than. 16. London Underground scene. Ở đây nó có scene thì đương nhiên là hiện tại hoàn thành. Nó có những cái dấu hiệu cho từng thì rất là dễ. Mình nhớ cái dấu hiệu là mình có thể làm được. London là chủ ngữ số ít nên đáp án A là sai. Câu 17, can you speak? Can you câu hỏi? Thì phải là any. Bạn có nói được ngôn ngữ nào không? Any dùng trong câu phủ định và nghi vấn. Dùng cho câu phủ định nghi vấn thì câu 17 đang là câu nghi vấn. 18 có advise, nghĩa là khuyên. Công thức là advise somebody to verb 0, khuyên ai đó làm gì. To verb 0, vậy đáp án là D. 19, Peter is the, là người 3 chấm trong lớp. Anh ta học hầu hết các môn đều rất là giỏi, thì đương nhiên phải là người thông minh nhất rồi. Intelligent là chủ ngữ, intelligent là tính từ dài. Và sang so sánh hơn nhất thì phải là có most. Vậy phải là the most intelligent student in the class, là người học sinh thông minh nhất ở trong lớp. Câu 20 có good at, là giỏi về cái gì. Good at giỏi về cái gì. Câu 21 Alexander Fleming discover đang là động từ này. Danh từ chỉ người, tiếp theo đến động từ thì phải là who. Phần mệnh đề quan hệ này cô cũng dạy rồi. Danh từ chỉ người, nó có công thức tắt đó, cộng who cộng động từ. Các em có thể ghi lại cái công thức tắt của nó, của cái phần mệnh đề quan hệ này thì mình
phanh nó rất là dễ thôi. Câu 22 là dạng từ loại của từ. Từ loại của từ thì cô có một danh sách phát là từ loại của từ, phần word form đấy. Bạn nào chưa làm chắc phần đó thì có thể xem lại để xem cái lý thuyết là mình nên chọn từ loại là danh từ, động từ, tính từ gì đó. Thì trong đây thì theo cái lý thuyết ấy, performance đang là danh từ này. Và his là đang là dạng sở hữu. Vậy trước đó phải sử dụng từ loại là tính từ. Tính từ thì trong đây có từ A, impressive là ấn tượng. Impressive nghĩa là ấn tượng. B là danh từ, C là động từ và D đang là trạng từ. Câu 23, the judge đây là trọng tài. Còn một cái nghĩa nữa là thẩm phán. Cuối cùng cũng đã 3 chấm người thắng trong cuộc thi. Trong cuộc thi. Vậy chỗ này thì announce là công bố. Thế thì từ A là phù hợp rồi. Trọng tài cuối cùng cũng công bố người thắng cuộc trong cuộc thi. Từ B recite là ngâm thơ. Thường nó hay là dạng đọc thơ chậm chậm ấy, thì người ta gọi là recite, ngâm thơ. Appoint là chỉ định ai đó làm gì. Còn D, explain là giải thích thì không phù hợp với nghĩa. Câu 24, chỗ này có told đang là quá khứ này. Tức là mình phải để ý bởi vì là hai vế trong cùng một câu ấy thì nó phải tương đương về thì. Nên bây giờ đang là quá khứ thì không thể nhảy thẳng sang tương lai được. Vậy muốn dùng ở trong quá khứ thì đây chính là câu gián tiếp. Câu gián tiếp là sinh viên nói với giáo viên của họ, họ sẽ cố gắng tốt để làm bài thi. Tức là từ will ở trong câu trực tiếp sẽ đẩy về thành là would. Vậy câu 24 là C. Câu 25. Câu 25 bạn cần đeo cái đôi giày tốt để đi leo núi. 3 chấm đường rất là gồ ghề và khó đi. Thì chỗ này phải là because, là bởi vì đường rất gồ ghề và khó đi. Câu 26, if I, đây lại là câu điều kiện rồi. Đấy, có would take thì mình xác định được đây là điều kiện 2. Điều kiện 2 thì vế if sẽ sử dụng là quá khứ đơn. Phần các em chú ý là phần thì này, câu điều kiện này, mệnh đề quan hệ này, câu trực tiếp gián tiếp này, câu bị động này. Những cái dạng ngữ pháp đó thì thường gặp, rất là hay gặp trong cái đề tuyển sinh 9 và 10. Vì đấy là những cái phần ngữ pháp căn bản trong chương trình lớp 9. Bạn nào chưa chắc 5 cái chủ đề ngữ pháp đấy thì các em nên xem lại 5 cái danh sách phát mà cô đã dạy rồi. Thứ nhất là thì của động từ. Thứ hai là câu điều kiện. Thứ ba là câu bị động. Thứ tư là câu gián tiếp. Và thứ năm là mệnh đề quan hệ. Đấy, 5 cái phần ngữ pháp rất là quan trọng trong chương trình lớp 9. Thì trong đây là quá khứ đơn thôi, vậy phải là if I were. Câu 27, the girl, the parents. Đằng trước là cô gái, đằng sau là bố mẹ, nhưng không nói rõ là bố mẹ của ai. Tức là trong đây phải thêm whose. Từ whose này sẽ dịch là của. Bố mẹ của cô gái là bác sĩ. Câu 28, I wonder if you could me a favor. Do me a favor. Do somebody a favor nghĩa là giúp ai đó làm gì. Do somebody a favor, giúp ai đó làm gì. Thì đây là cụm đi kèm với nhau rồi. 29 là set này. Tức là đây là câu gián tiếp đấy. Câu gián tiếp thì chỉ có thể chọn được là B. Câu trực tiếp là hiện tại và đẩy về quá khứ đơn. 30, Hạ Long Bay was the most famous tourist attraction, là cụm cố định địa điểm du lịch. Khi mình học từ vựng, mình học theo cụm thì lúc mà khoanh thì nó sẽ dễ dàng hơn, mình đọc được là cụm nào đi kèm với cụm nào. Còn tiếp theo là phần bài đọc đục lỗ. Covid-19 là 3 chấm bệnh, easy là bệnh,
Cái này phần điểm của nó lại ở trang sau. Câu 31 là về từ loại. Nó cho chạm từ, tính từ, danh từ và động từ. Thì phần từ loại của từ là có dạy rồi. Trong đây có DC là danh từ này, ơ ân là mạo từ này. Đương nhiên chỗ giữa phải là chạm từ. Chạm từ thì là đáp án. Chạm từ đó là B. Câu 32 là chọn về mệnh đề quan hệ. Who, which, whom hay whose. Mình sẽ đọc vào trong đây. Most people là danh từ chỉ người. Sau 3 chấm là động từ. Vậy chỗ này phải điền là who. Đấy, điền là who. Hình như vừa nãy who là đáp án A được phải. Câu 34 là những người già và những người có bệnh lý nền. Chẳng hạn như là bệnh này cô không nhớ. Từ này các em có thể tự tra lại nhé. Bệnh tiểu đường, bệnh về hô hấp, bệnh ung thư thì có vẻ như là dễ bị 3 chấm bệnh nặng hơn. Thì có thể là bị phát triển bệnh nặng hơn ấy. Tức là những người mà có bệnh lý nền khi mắc Covid thì dễ diễn tiến nặng hơn, dễ bị nặng hơn. Thì câu 32 vừa nãy mình nhìn là who rồi. Câu 33 diễn tiến nặng hơn thì là A. Develop là phát triển. Tức là những cái người có bệnh lý nền nếu như mắc Covid thì dễ bị phát triển bệnh nặng hơn. Câu 34 có giới từ with, to, by và from. With, to, by và from. With, to, by, from. Câu 34 là ở đây. Thì có protect này. Protect thì đương nhiên cộng với from rồi. Đấy. Vậy câu 34 là sẽ chọn được đáp án with, to, by, from. Đáp án D. Câu 34 mình có thể chọn đáp án D. Vì là protect from, bảo vệ khỏi cái gì. Còn câu 35. Câu 35 mình cũng không cần phải đọc lại cái vế trước đâu. Bởi vì trong đây nó nói là những cái triệu chứng như là ho hay sổ mũi thì đương nhiên chỉ có ở mũi thôi, chứ không thể là ở mặt hay là tay hay đầu được, mà phải là nose, là những cái triệu chứng về mũi như là ho sổ mũi. Câu 35 là A. Còn câu 36 là một bài đọc. Bài đọc là cô sẽ dịch qua một chút để mình hiểu cái nghĩa của nó. Bạn nào nắm chắc ngữ pháp và lượng từ phong phú thì làm bài rất là dễ. 50 năm về trước, 50 năm quay trở lại 50 năm trước hoặc là lâu hơn cái 50 năm đó thì cái sự vắng mặt của mạng và những cái đồ chơi công nghệ cao, cái thế giới giải trí đã từng rất là khác biệt so với chúng ta biết ngày nay. Việc chạy trên những đồng cỏ này và tắm ở sông, bath in the river, tắm ở sông này. Trẻ em lúc đó nhìn cái tự nhiên xung quanh chúng và tò mò để khám phá và thưởng thức theo cái cách rất là sáng tạo riêng của họ. Họ tìm những cái vật dụng để làm cửa hàng, cái store nó là cái quầy hàng á, quầy hàng là cái bàn mà thường là để bán hàng, thì dùng gọi là store, để chơi cái trò nhà hàng trong tưởng tượng. Theo cái cách này, trẻ em tự chơi cùng với nhau trên đường đến trường hoặc là trong during and skipping. Câu này như là bị thiếu thông tin. On the way to school during chỗ này như là khi mà cô tải chắc là bị đề này soạn bị thiếu rồi, không thể có during để nguyên như vậy. Xong rồi đến và nhảy dây rất là môn rất là phổ biến, có thể là during cái gì đó. Ở đây thông tin bị thiếu mất một chút này. Một vài trò chơi thì hiện tại vẫn còn, ngày nay vẫn còn chơi trong cái giờ ra chơi ở trường. Và khi mà chúng chăn trâu ở thời điểm đó, chắc là vua là kéo co, hide and seek là trốn tìm,
Thế rồi cái bài này cô tải trên mạng về thôi. Những cái thông tin nó thiếu khá là nhiều. Thế là đã bị mất mất một vài câu ở đây rồi này. Và chỗ này hình như cũng bị mất này. They found the subject around them. Nếu như đã dùng là find thì ở đây phải là to verb không. Nếu đã dùng là play luôn thì nó không đúng về ngữ pháp. Thì có thể là cũng đã bị thiếu mất một hai câu ở đây. Xong ở thời điểm đó, thông tin nữa không hết, tự nhiên lại có ở thời điểm đó, kéo co, trốn tìm, nhưng không nói rõ là cái gì tiếp theo, vì bị thiếu mất một vài câu rồi. À, sự thật là những cái trò chơi phổ biến, cái mà được chơi theo nhóm thì có vẻ như là dễ hơn. Vì thế những đứa trẻ chơi cùng với nhau, cái mối quan hệ giữa những đứa trẻ trong của trẻ thơ đó thì mạnh hơn khi mà chúng lớn dần và chơi cùng với nhau trong cái quãng đời của họ. Ở đây bị thiếu một số câu rồi, nhưng mình cứ đọc đáp án để xem là có thể khoanh được không, và đọc những câu hỏi xem là nó có thông tin ở trong bài không. Câu 36 nói là ý chính của bài là gì? Từ A, thế giới giải trí ngày nay, nó phù hợp rồi. Từ B, lịch sử trò chơi và sự giải trí. C, mối quan hệ khăng khít của tuổi thơ. Từ D, sự giải trí của trẻ em trong quá khứ. Đây là phù hợp nhất, sẽ là đáp án D. Câu 37, theo đoạn cái nào không phải là trò chơi phổ biến trong quá khứ? Tức là cái trò chơi trong quá khứ không phải là trò chơi phổ biến trong quá khứ, nghĩa là có not này. Thì hide and seek là vừa mình đọc có này, skipping có này, tug of war có này. Thì chỉ có D thôi. Chơi thẻ thì thường là trên máy tính á, thì trong quá khứ nó không có cái trò chơi này. 38, theo đoạn những cô gái sử dụng cành cây như là ba chấm để chơi trò chơi nhà hàng trong tưởng tượng. Chơi play battle là cánh đồng hoặc là chiến trường. B là gươm, C là đũa, D là cái cần câu. Những cô gái sử dụng, à cái phần này là phần bị thiếu, vừa nãy cô dịch cô thấy nghĩa nó không phù hợp lắm này. Thì đây là họ sử dụng những cái quầy hàng quanh họ nhưng lại đến chơi luôn, tức là bị thiếu mất thông tin ở đây. Trong bài không không có thấy the girl ở đâu cả, nên là câu này không làm được, câu này ra đề thiếu rồi. Câu 39 thì explore là bằng với discover là khám phá. Có thể là trong quá trình soạn đề bị thiếu, hoặc cũng có thể là khi mà cô tải đề ở trên mạng về copy paste thì có thể nó bị thiếu một chút, thiếu mất một vài dòng nên là không làm được câu 38. Câu 40 là từ they ở trong đoạn. Từ they là ở đây. They. Chỗ này nó nói là chạy trên những cánh đồng cỏ và tắm dòng sông, trẻ em nhìn thế giới xung quanh và tò mò để khám phá và thưởng thức theo cách riêng của họ. Họ cũng tìm, thì ở đây nó phải là children rồi, trẻ em. Từ they ở chỗ này nó sẽ là children. Bài này rất là tiếc là không làm được câu 38, thì đề không không được đủ. Nhưng nhìn chung thì cô thấy đề này cũng cũng khá là cơ bản thôi. Nó chỉ là những cái phần ngữ pháp cơ bản mình đã học, và lượng từ thì cũng không quá khó, lượng từ theo sách thường nhiều. Hôm sau thì chúng ta sẽ chữa sang đề Thái Bình.